Trận gặp Hồng Kông vào tối nay cũng là màn ra mắt chính thức của huấn luyện viên Philippe Troussier trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nhưng chưa kể đến ngày bước ra sân lạch chay, chiến lược gia người Pháp đã gây dấu ấn với bản danh sách rút gọn 30 cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh Nguyên Mạnh và Hồng Duy bị đau, chiến lược gia người Pháp cũng vừa bổ sung Tiến Linh và Triệu Việt Hưng vào nhóm hồi phục riêng. Bốn cái tên gồm hai trung vệ Adriano Smith và Nguyễn Thành Trung cùng hai tiền vệ Nguyễn Trọng Long và Lê Phạm Thành Long đã được trả về câu lạc bộ vì những lý do khác nhau. Theo chiều ngược lại, bốn thành viên U23 Việt Nam là hậu vệ Phan Tuấn Tài, hai tiền vệ Khuất Văn Khang, Hoàng Văn Toản và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng nhận vé thăng hạng lên đội tuyển Việt Nam. Việc mở ra cơ hội cho những đàn em vừa đá SEA Games lẫn cái tên mới như Văn Toản ở danh sách lần này giống như một thông điệp mới mẻ, sự sàng lọc đang được diễn ra liên tục. Sự sàng lọc đó thể hiện rõ qua những buổi tập nơi các đàn anh kỳ cựu có hàng chục trận áo khoác áo đội tuyển quốc gia nhưng vẫn phải tập những bài tập cơ bản để phù hợp với cách huấn luyện mới của vị huấn luyện viên người Pháp. Trận đấu tập nội bộ giữa hơn 50 cái tên được chia thành 4 đội giữa đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam hôm 11 tháng 6 càng củng cố cho chiến lược trẻ hóa của những chiến binh sao vàng thấu huấn luyện viên Philippe Troussier với khẩu hiệu cơ hội mở ra cho tất cả. Thực tế đến một ngày trước khi trận đấu diễn ra sẽ chẳng một ai biết chắc cái tên nào sẽ xuất hiện trong đội hình chính thức, bằng ghế dự bị và thậm chí là ngồi khán đài. Những dấu hỏi đó cũng là cách chiến lược gia có biệt danh phù thủy trắng đang tiến hành của cách mạng ở đội tuyển quốc gia. Cái chính là huấn luyện viên Philippe Troussier có những hành động rất rõ ràng, quyết đoán thể hiện chính kiến xây dựng lực lượng của mình. Dựa vào danh sách hiện có cũng như nhìn vào những buổi tập mới đây của đội tuyển Việt Nam, phần nào hình dung được rằng việc thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn là lựa chọn số 1 trong khung gỗ. Trong khi đó hai thủ môn còn lại là Nguyễn Đình Triệu và Trần Minh Toàn sẽ luân phiên được sử dụng trong từng thời điểm khác nhau. Với Đình Triệu, khả năng chơi chân của thủ môn thuộc biên chế câu lạc bộ Hải Phòng được đánh giá cao nhất, tuy nhiên để chắc chắn, Văn Lâm vẫn là một sự lựa chọn có phần đáng tin cậy hơn. Ở hàng hậu vệ, huấn luyện viên Troussier có lẽ rất yên tâm bởi so với hàng thủ của đội U22 Việt Nam tại SEA Games hồi tháng 5 trên đất Campuchia, đội tuyển quốc gia có nhiều trung vệ hơn hẳn, mà trong số đó, ai cũng đều có khả năng chiếm một vị trí trong đội hình xuất phát. Tương tự thời huấn luyện viên Park Hang-seo, người kế nhiệm Troussier cũng cho đội tuyển chơi theo hệ thống 3-4-3, nhưng thay vì đá phòng ngự phản công, nhà cầm quân người Pháp muốn các cầu thủ phát triển bóng từ sân nhà, đồng thời tăng cường độ gây áp lực lên đối phương lẫn tốc độ chơi bóng. Chiến lược gia người Pháp ưu tiên các hậu vệ có khả năng chơi chân tốt, vì thế rất nhiều khả năng sẽ có bất ngờ mang tên Phan Tuấn Tài ở vị trí trung vệ lệch trái. Vị trí này trước đây Bùi Tiến Dũng cũng là cầu thủ thường xuyên đảm nhiệm. Tuy nhiên với thể hiện ấn tượng trong màu áo U22 Việt Nam tại SEA Games, hậu vệ sinh năm 2001 rất có thể sẽ được huấn luyện viên Troussier trao cơ hội đá chính. Trước đây đôi chân khéo léo, khả năng lên công về thủ nhịp nhàng cùng với những quả tạt rất dẻo và khó đoán từ bên cánh trái của Tuấn Tài trở thành vũ khí lợi hại của cầu thủ sinh năm 2001. Huấn luyện viên Troussier có lý do để đưa Phan Tuấn Tài vào hàng thủ 3 người, cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Viettel có kỹ năng chuyền bóng tốt, nhờ vậy có thể hỗ trợ tuyến dưới trong việc đưa bóng lên phía trên. Chiến lược gia người Pháp muốn phát triển bóng bằng những pha phối hợp nhóm, đập nhà nhuần nhuyễn để luân chuyền bóng, thay vì lạm dụng những đường chuyền dài từ phần sân nhà, kéo Tuấn Tài vào sát trung tâm hơn, đồng nghĩa với việc có thể đóng góp nhiều hơn vào các pha phối hợp triển khai bóng ngay từ phần sân nhà. Ở vị trí trung tâm hàng thủ, Quế Ngọc Hải đương nhiên vẫn là một cái tên đáng tin cậy. Dù Sông Lam Nghệ An không có phong độ cao, nhưng Quế Ngọc Hải vẫn đang chơi khá tốt từ đầu mùa giải. Cầu thủ sinh năm 1993 đặc biệt hiệu quả với các tình huống phất bóng ra sau lưng hàng hậu vệ đối phương khi đội trưởng Hùng Dũng vắng mặt vì chấn thương. Vai trò thủ lĩnh của đội tuyển Việt Nam sẽ được trao lại cho Quế Ngọc Hải. Ở vị trí còn lại, trung vệ lệch phải Đỗ Duy Mạnh chính là người có thể đảm đương tốt nhất trong số những cái tên còn lại. Đầu tiên, Duy Mạnh đã quá quen với vị trí này dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Hơn nữa, ở mùa giải năm nay, câu lạc bộ Hà Nội dưới thời huấn luyện viên Badovic cũng sử dụng sơ đồ với 3 trung vệ và cầu thủ quê Đông Anh đã đóng đinh ở vị trí này suốt từ đầu mùa. Vậy nên không có ai đá trung vệ lệch phải phù hợp hơn Duy Mạnh vào lúc này. Cặp cánh thiên thần Đoàn Văn Hậu và Vũ Văn Thanh đang giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội bay cao, nhiều khả năng cũng sẽ đá chính ở đội tuyển Việt Nam. Kể từ khi chuyển đến câu lạc bộ mới ở mùa giải năm nay, Văn Hậu thi đấu ổn định hơn, ít chấn thương và đang có phong độ tương đối tốt, thậm chí còn được đánh giá là có trình độ vượt trội hơn hẳn so với các đồng nghiệp thi đấu cùng vị trí tại V-League. Ở hành lang trái khó cái tên nào có thể so sánh với Văn Hậu. Cánh đối diện sẽ là Vũ Văn Thanh, dù cho huấn luyện viên Troussier vẫn triệu tập cả người đồng đội tại Công an Hà Nội là Hồ Tấn Tài. Ở trong màu áo đội bóng ngành công an, Văn Thanh đang đạt phong độ rất cao khi ghi bàn và kiến tạo liên tục. Đang ở độ chín nhất của sự nghiệp, Văn Thanh giờ đây cũng trở nên rất biến ảo ở những tình huống leo biên, tham gia vào quá trình phân phối bóng của toàn đội. Kỹ năng xâm nhập vòng cấm của cầu thủ gốc Hải Dương cũng càng ngày càng trở nên đáng sợ. Vậy nên không có lý do gì để huấn luyện viên Troussier không điền tên một cầu thủ đang có phong độ cao như vậy vào danh sách đá chính cả.
Đến với tuyến giữa, Hoàng Đức có lẽ là niềm hy vọng số 1. Nhạc trưởng sinh năm 1998 có thể được coi là nhạc trưởng số 1 của Việt Nam vào lúc này khi liên tiếp ghi bàn rồi kiến tạo ở những vòng đấu gần đây. Ba trận đấu gần nhất, Hoàng Đức ghi 2 bàn, cùng với đó đóng góp tới 4 pha kiến tạo. Nếu muốn phát huy tối đa những phẩm chất tốt nhất của tiền vệ người Hải Dương, anh cần được chơi tự do như trong màu áo câu lạc bộ Viettel. Lối chơi vô cùng kỹ thuật nhưng vẫn sẵn sàng tham gia tranh chấp tay đôi của Hoàng Đức đã biến anh trở thành tiền vệ gần như là hoàn hảo bậc nhất tại Việt Nam lúc này. Nếu Hùng Dũng góp mặt, anh chắc chắn sẽ đá cặp cùng với Hoàng Đức. Tuy nhiên, với việc đội trưởng đội tuyển Việt Nam vắng mặt, cái tên còn lại sẽ thực sự khó đoán. Nếu như Hoàng Đức được đẩy lên cao đá tự do hơn, thì người đá cặp với anh chắc chắn phải có khả năng thu hồi bóng và bọc lót tốt. Một chuyên gia phòng ngự ở khu vực giữa sân đúng nghĩa và Phạm Xuân Mạnh là cái tên được kỳ vọng có thể làm được điều đó. Xuất phát điểm vừa gây được ấn tượng ở vị trí hậu vệ cánh, nhưng từ mùa giải năm ngoái, Xuân Mạnh bất ngờ được đẩy lên đá tiền vệ phòng ngự và quả thực đây mới là vị trí tốt nhất dành cho cầu thủ của Sông Lam Nghệ An. Thi đấu lăn xả quyết liệt, không ngại va chạm, hơn nữa còn sở hữu khả năng kéo bóng khá ấn tượng. Xuân Mạnh được kỳ vọng sẽ mang lại cho tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam chất thép vốn dĩ đã không tồn tại trong những năm vừa qua. V-League 2023 chứng kiến sự áp đảo hoàn toàn của các tiền đạo ngoại ở cuộc đua vô phá lưới. Văn Quyết, cầu thủ có phong độ ghi bàn rất cao thì lại không được triệu tập. Vì thế vị trí tiền đạo có thể khiến cho huấn luyện viên Trussier khá đau đầu để lựa chọn vào lúc này. Tiến Linh đang gây thất vọng lớn với chỉ một bàn sau 10 vòng đấu và đã phải ngồi dự bị ở những vòng đấu gần đây. Vua phá lưới AFF Cup 2022 cũng không thể tham dự trận đấu sắp tới vì chấn thương. Vì thế sự lựa chọn cho vị trí đá cắm có thể là Nguyễn Văn Tùng. Cầu thủ được đôn lên từ UEFA mặc dù chưa thể gây được ấn tượng quá nhiều tại V-League. Tuy nhiên với những gì đã làm được tại SEA Games và phần nào cũng đã hiểu được triết lý huấn luyện viên Trussier, cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Hà Nội có thể được xếp đá chính. Nhưng Mạnh Dũng và Đinh Thanh Bình có thể sẽ là những phương án khi đội tuyển của chúng ta gặp bế tắc. Cả Quang Hải lẫn Tuấn Hải đều có xu hướng di chuyển tự do. Vậy nên, việc sắp xếp vị trí ở đây sẽ chỉ mang tính chất lý thuyết thôi. Nếu cùng góp mặt trên sân, chắc chắn bộ đôi tên Hải sẽ có những tình huống hoán đổi vị trí liên tục cho nhau. Đó chính là đội hình tối ưu của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tối nay theo ý kiến của mình. Còn nếu như các bạn có suy nghĩ khác, cùng để lại bình luận ở dưới cho mình biết nhé. Chúc cho đội tuyển Việt Nam giành được chiến thắng và huấn luyện viên Trussier sẽ có một màn ra mắt thật hoàn hảo.